Sa thú Siddhartha ta. Hết giờ rồi, Siddhartha ơi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi vào bài học ngày hôm nay. Thời gian không có. Xin lỗi Siddhartha nha. Tự xin giới và hồi hướng như vậy là tốt rồi. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiền nam, tiên nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 384. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratana Tayasawanda Mi Uttho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Sapparo Vichetako Lo Kasasatha Janadam Mokko Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, do chủ chuyên năng vô lượng, từ đây Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương quốc trọng. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bát Đề Bồ Tát Sa Sa Tu Nô Lô Ca Nam Mạnh Tha Sa Vi Na Ca Vô Cô Sa Pa Nhu Bố Tháp Bát Đề Bồ Tát Sanh Nhã Tô Hoàn Đà Ma Hành Tăng Na Ra Pù. Cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, giờ lai soi sáng vẹt màn vô minh, pha tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sankho Visuddho Sukhata Sasa Wakko Sikha Sukamo Vodhatham Masikha Ko Ninda Basangsa Diana Daro Waro Wanda Mahantang Narapu. Cha này giác cần Tăng bảo tin con Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa theo pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana Tejate Che Nasekha Me E Thuva Thanang Thasa Vi A Lupa Ve Nasaha Sa Ye Nasechatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo ra xong, thì chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 384, quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Nhà đà đoạt về su thầm mê su Gia đà đoát về su thầm mê su Gia đòa đắt về su thầm mê su Câu số 2. Bà ra gù hồ tí brầm mát ngô Bà ra gù hồ tí brầm mát ngô Bà ra gù hồ tí brầm mát ngô Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Dạ đà đoạ dê su thầm mê su bà ra gù hồ tí brầm mát nô. Dạ dạ đà đoạ dê su thầm mê su bà ra gù hồ tí brầm mát nô. Dạ đà đoạt về su thầm mê su ba ra gù hồ tí brầm mát nô Câu 3, câu 4. A thát sa sắp bê sang yô gà A thát sa sắp bê sang yô gà A thát sa
Sat-e-sang-yoga. Và câu cuối cùng, At-thang-gat-chan-ti-chan-na-to, At-thang-gat-chan-ti-chan-na-to, At-thang-gat-chan-ti-chan-na-to. Bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Athassabbe sang yoga athangacchanti chanato. Athassabbe sang yoga athangacchanti chanato. Athassabbe sang yoga athangacchanti chanato. Bây giờ chúng ta ôn lại. Yết đoà yết đà đoạt về su tham về su pa ra hu hồ ti phạm ma no atha sa sa về sang yoga thằng ra chân thi chân tu yết đà đoạt về su tham về su pa ra hu hồ ti phạm ma no atha sa sa về sang yoga thằng ra chân thi chân tu Yada đoạn về sưu thầm về sưu bà ra gụ hồ tí prâm Yada đoạn về sưu thầm về sưu bà ra gụ hồ tí prâm Mano atha sa sa bê sang yoga atang ra chẳng tí chan tô. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai tương đối nó sẽ dễ hơn cách đọc thứ nhất. Yết đà đoạt về xuất thầm về xuất bà ra gù hồ ti phạm mát hồ Atha sa sa bê sang yoga at thần gát chân thi chân ạ tù Gia đà đoạn về su thầm mê su bà ra gù hồ ti phạm man hồ A tha sa sa bê sang yoga a thang ga chan ti cha na to. Như vậy thì cái câu Phật ngôn này có hai cách đọc ha. Một là chúng ta dừng lại cuối câu số 2 bởi vì nó là một trường âm. Cho nên quý vị có thể dừng đó rồi quý vị tiếp tục, thì như vậy câu này thì tương đối dễ học. Rồi cái đọc thứ hai là chúng ta đọc thắng một hơi, quý vị cảm thấy rằng đủ khả năng về hơi sức của mình thì quý vị đọc thắng một hơi ha. Như vậy thì có hai cách đọc về dòng kinh, trường âm, đoạn âm. Về dòng kệ thì chúng ta cũng có một cách đọc, mà một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai. Nhưng mà ở đây thì quý vị với những cái giọng vàng của quý vị thì quý vị có nhiều cách đọc lắm, chứ không phải là giống như chúng tôi trong khuôn khổ. Chúng tôi đi trong khuôn khổ thì chỉ biết đọc 4-4 thôi. Yết đà đoạt về su tham mê su hùng ba ra gu hô ti pram man hô Athassabbe sang yoga athangacchan ti cha na to. Yết đà đoạt về su tham mê su hùng ba ra gu hô ti pram Mano Athassabbe sang yoga athangacchanti cha na to. Thêm lần nữa. Yada doye su tham me su raguho ti pram mano
Atha sa sam bê sang yoga thân ra chân thì cha na tu. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Rồi xin mời Sik Metta, Sik Kem. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp cú 384 hôm nay. Ya doa ye su tham me su bara bu ho ti pram mano athat sa sap be sang yoga athang gat chan ti cha na to. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm đa trường âm thông thường. Đó, đoạn âm dê trường âm thông thường, xú đoạn âm thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, xú đoạn âm ba trường âm thông thường, rá đoạn âm gu trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, tý đoạn âm pram trường âm nhấn, má đoạn âm nô trường âm thông thường. Con đọc lại hai câu 1 và 2. Ya da doa ye su tham me su ba ra gu ho ti brahmano. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm thát trường âm nhấn, xá đoạn âm đắp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, ga cũng trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gắt chanh hai trường âm nhấn, tý đoạn âm chá ná hai đoạn âm, tô trường âm thông thường. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Athat sa sap bê sang yoga athang gắt chanh ti chanato. Và con đọc lại hết bài. Đa đoa dê su tham mê su bà ra gu hô ti brahmano athat sa sap bê sang yoga athang gat chan ti chanato. Ya đa đoa dê su tham mê su bà ra gu hô ti brahmano athat sa sap bê sang yoga athang gat chan chanh ti chanato. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sự dứt sạch. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kể. Và đã đoa dê sổ thăm mê sổ bà ra gu hô tỳ brahmano athat sa sap bê sang yoga athang gat chan tỳ cha na to. Và đã đoa dê sổ thăm mê su bà ra gu tỳ brahmano athat sa sap bê sang yoga athang gat chan tỳ cha na to. Và con đã đọc xong, kệ xong. Con có chỗ sai xin Ngài sửa cho con. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. À, con xin
Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 384. Gia đà đô về su tham mê su pha ra gu hồ ti ram ma nô ác hát sa sắp bê sang yô gà ác thằng gác chẳng ti chá na tô. Gia đà đô về su tham mê su pha ra gu hồ ti ram ma nô ác thắc sắp bề sầm vô gà ác thần gắt chằn ti cha na tô. Phân tích câu 1, câu 2, giá đoạn âm. Đa trường âm thông thường, đó đoạn âm, dê trường âm thông thường, xú đoạn âm, thầm trường âm nhắn, mê trường âm thông thường, xú đoạn âm, pa trường âm thông thường, rá đoạn âm, gu hô hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2. Gia đà đô về su thầm mê su pha ra gù hồ ti râm ma nô. Đọc câu 3, câu 4 và phân tích. Ác thát sa sắp bê sang vô gà ác thằng gắt chằn ti chá na tô. Á đoạn âm, thát trường âm nhắn, xá đoạn âm, sáp trường âm nhắn, b trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yoga hai trường âm thông thường, ắt trường âm nhắn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gắt chăng hai trường âm nhắn, tí chá ná ba đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài luôn. Ác thát sắp, ác thát sắp b á thát sắp bề sang vô gà ác thần gắt chằn tí chá na tô. Gia đà đô về su thầm mê su pha ra gù hồ ti rầm ma nô. Ác vô gà ác thần gắt chằn tí chá na tô. Ca kệ. Gia đà đô về su thầm mê su pha ra gu hô ti ram ma no ác tha sắp bê bê sang vô gà ác thăng gác chăng ti cha na tô. Gia đà đô về su thầm mê su pha ra gu hô ti ram ma no ác tha sắp ác tháp sa sắp bê sang vô gà ác thăng gác chăng ti cha na tô. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Con có sai xin sư sửa ha. Con sư mệt rồi, sư mệt rồi, sư ngủ đi đi kiếm nước uống rồi, sư mệt rồi. Quý vị tự đọc, tự thưởng thức nha. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nha. Rồi mời quý vị khác kế tiếp nha. Bữa nay sư mệt quá, sư ngủ ngon luôn. Rồi tới xong sư đâu có cho giới gì đâu, là sư mệt lắm rồi đó. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 384 ạ. Gia đà đoa về su thầm mê su bà ra gù hồ ti pram ma nô a tha sa sắp bê sang yô gà a thang gách chan ti cha na tô. Gia đà đoa về su thầm mê su bà ra gù hồ ti pram ma nô a tha sa sắp bê sang yô gà a thang gách chan ti cha na tô. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, đoá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu, hô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Gia đà đoa về su thầm mê su pa ra gu hồ ti pram ma no. Câu 3 và câu 4 ạ. Á là đoạn âm,
Thas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yo ga là hai trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gách chan là hai trường âm nhấn, tí chá ná là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Atha sa sap be sang yoga at thang gach chan ti chana to. Ya da doa ye su tham me su para hu ho ti pram ma no. Atha sa sap be sang yoga at thang gach chan ti chana to. Ya da ra ye su tham me su bara gu ho ti pram ma no a tha sa sap be sang yo ga a thang ga chan ti cha na to. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, bà la môn có trí mọi kiết sử dứt sạch, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con kính tri ân sư. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic. Thân mời Thanh Hoàng. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào vị quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 384 ạ. Cha đà đoa dê su tham mê su pa ra gu hô ti brahmano athasap bê sang yoga athang gách chan ti cha na to. Con xin học lại. Ya da đoa dê su tham mê su pa ra gu hô ti brahmano athasap bê sang yoga athang gách chan ti cha na jito. Ya da đoa dê su tham mê su pa ra gu hô ti brahmano athasap bê sang yoga athang gách chan ti cha na to. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ya da đoa dê su tham mê su pa ra gu hô ti brahmano. Ya là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, đoá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, tham là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, su là đoạn âm ạ. Pa là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, gu là vu hô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4 ạ. Athasasap be sang yoga athang gacchan ti cha na cha na to. Á là đoạn âm, thá là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yoga là hai trường âm thông thường. Át là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gách chan là hai trường âm nhấn, tí chá ná là ba đoạn âm, tô là trường âm thường. Con xin đọc lại cả bài. Cha đà đoa cha đà đoa dê su tham mê su pa ra para hu ho ti brahmano athasa be athasa sap be sang yoga athang gacchan ti ya cha na to. Cha đà đoa dê su tham mê su para hu ho ti brahmano athasa sap be sang yoga athang gacchan ti ya cha na to. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Dạ con xin kể. Cha đa đoa dê su tham mê su pa ra gu hô ti bra ma no a tha sa sa be san yo ga a thang ga chan ti cha na to.
Cha đa đoa dê su sam mê su para go ho ti brahmano athasa sabbe sang yoga athang gacchanti janato. Dạ con xin hết, con sai, xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic và xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Siêu Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú 384. Cha đà đoa dê su tham mê su pa ra gu hồ thi pram ma nô a thát sa sát bê sang yoga a thăng các chăn ti cha na tô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, đoá đoạn âm, dê trường âm thông thường, xú đoạn âm, thăm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, xú đoạn âm, a trường âm thông thường, rá đoạn âm, gu hô hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, ram trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Ya da ba ye su tham me su pa ra hu ho thi ram ma no. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á đoạn âm, thát trường âm nhấn, xá đoạn âm, sáp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yo ga hai trường âm thông thường, át trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, các chăn hai trường âm nhấn, tí chá ná ba đoạn âm, tô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. A thát sa sáp bê sang yoga a thăng các chăn ti chá ná tô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 384. Ya da ba ye su tham me su pa ra hu ti ram ma no a phat sa sat de sang yo ga a thang các chan ti cha na to ya da ba ye su thang tham me su pa ra hu ho ti ram ma no a phat sa sáp bê sang yoga a thang gác chắn ti cha na tô ya da da ye su tham me su pa ra gu ho ti ram ma no a thát sa sáp bê sang yoga a thang gác chắn ti cha na tô nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí, mọi kiết sử dứt sạch. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá, dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Con xin chào bạn. Gia đà đo dê su thầm mê su bà ra gù hồ ti brahm ma nô. A thách xá sắp bê sang yô gà a thăng gách chàn ti cha na tô. Gia đà đo dê su thầm mê su bà ra su bà ra gù hồ ti brahm ma nô a tha sa sắp bề sằng yô gà a thằng gắt tràn ti cha na tô giá là đoạn âm đa trường âm thông thường đoà đoạn âm dê trường âm thông thường xú đoạn âm thâm trường âm nhấn mê trường âm thông thường xú đoạn âm ba trường âm thông thường và đoạn âm gu trường âm gu hô hai trường âm thông thường tí đoạn âm brum trường âm nhấn má đoạn âm nô trường âm thông thường
Ya da da ye su tham me su ba ra gu ho ti brahmano. Câu bộ 3-4. Atasa sappe sang yoga athang gat chan ti cha nato. Á là đoạn âm, thas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông, yoga là hai trường âm thông thường, at trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gat trường âm, gat chan là hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, tí chá hai đoạn âm, tí chá ná ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, athasa sắp bề sang yoga a thăng gạch tràn tí chá nát tổ gia đà đò về su thầm mê su bà ra gù hồ tí bầm ma nô a tha sa sắp bề sang yoga a thăng gạch tràn tí chá nát tổ gia đà đò về su thầm mê su Baragu ho ti brahmano Athasa sambe sam yoga Athanga chan ti chana to. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi ký sử dứt sạch. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con có sai xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa, con xin trao mic cho Tình Tâm. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sàng Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào quý Đạo Hữu. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 384. Yá đà đoá về su thầm mề su phà ra gù hồ ti rầm ma nô át tha sa sắp bề sằng dồ gà át thằng gấp trần tí giá nà tồ Yá đà đoá về su thầm mề su phà ra gù hồ ti rầm ma nô át tha sa sắp bề sầm dồ gà áp thần cho tí áp thần gách trần tí giá ná tồ. Dạ con xin đọc câu số 1, câu số 2 và phân tích. Giá đà đoá về xu thầm mề xu bà ra gù hồ tí rầm ma nồ giá đà đoá về giá đà đoá giá đà giá đà đoá về xu thầm mề xu và ra gù hồ tí rầm ma nô. Dạ, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, đoá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thầm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, rầm là trường âm đọc theo giọng, trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại. Giá đà đoá về xu thầm mề xu bà ra gù hồ tí rầm ma nồ. Con xin đọc câu số 3 và câu số 4. Át thát xá sắp bề sầm dồ gà át thần gấp trần tí giá ná tồ. Át thát xá sắp bề sầm dồ gà át thần gấp trần tí giá ná tồ. Và á là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường,
Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo là trường âm thông thường. Ga trường âm thông thường. Dạ. Ách là trường âm nhấn. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cắt là trường âm nhấn. Chanh là trường âm nhấn. Tí, giá, ná là ba đoạn âm. Tô âm thông thường. Và con xin đọc lại câu số 3 và câu số 4. Attassa sắp bê sang vô gà ách thằng gách trần tí giá ná tô. Giá đà đoá về xú thầm mề xú bà ra gù hồ tí rầm má nồ. Át thác xá sắp bề sầm dạ dồ gà át thằng gấp trành tí giá ná tồ. Nhờ chú hai pháp đến được bờ bên kia, bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Và dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu à. Dạ, con cũng xin kệ. Giá đoá giá đát đoá dế su thăng mê su bà ra gu hô tì râm mà nô. Anh tha sắc sắp bê sang vô gà anh thăng gác trắng tì giá na tô. Dạ con xin hết, dạ con kính xin ngài sửa và quý đạo hữu sửa giúp giùm cho con. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp tài. Con mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 384. Giá đà đoá rê su thầm mê su bà ra gù hồ tí brahm ma nô át hát sa sắp bê sang yô gà át thăng gách chăn tí chá ná tô. Giá đà đoá dê su thầm mê su bà ra gù hồ tí brahm ma nô át hát sa sắp bê sang yô gà át thăng gách chăn tí chá ná tô. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Giá đà đoá dê su thầm mê su bà ra gù hồ tí brahm ma nô. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, đoá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu hô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Giá đà đoá dê su thầm mê su bà ra gù hồ tí brahm ma nô. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Thát sa sắp bê sang yô gà át thăng gắt chăn tí chăn ná tô. Á là đoạn âm. Thát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô, ga là hai trường âm thông thường, ách là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gách là trường âm nhấn, chanh là trường âm nhấn, tí, chá, ná là ba đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Athasa sap be sang yoga at thang gat chan ti chanato. Nhà con xin đọc lại. Giá đoà đoà dê su thầm mê su bà ra gù hồ ti brahm ma nô. Athasa sap be sang yoga at thang gat chan ti chanato. Giá đà đoá dê su thầm mê su bà ra gu hô tì brahm ma nô. Át thát sa sắp bê sang yô
Yoga Adhangacchanti Janato Yada dwa yesu thammesu baraguhoti brahmano Athasa sabbe saṅyoga adhangacchanti janato. Dạ con đã đọc bài xong. Có sai con xin nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con và mời Sistina. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và quý cô tu nữ và con thân chào đạo tràng. Con xin đọc bài. Yada do yesu thamme su para bu hoti brahmano athassa sabbe saṅyoga saṅyoga adhangacchanti janato yada do yesu thamme su para bu hoti brahmano athassa sabbe saṅyoga adhangacchanti janato. Nato. Dạ con xin phân tích câu 1 câu 2. Yata do ye su tham me su pa ra ku ho ti brahmano. Dạ, giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, đó đoạn âm, ye trường âm thông thường, su đoạn âm, tham trường âm nhấn, me trường âm thông thường, su đoạn âm, và pa trường âm thông thường, rá đoạn âm, gu trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, brahm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Yá đà đô dê su thầm mê su bà ra u hô tí brahm má nô. Đoạn 3, đoạn 4. Athas sá sá bê sang đô gà áp thăng gát chan tí dạ. Chá na tô á đoạn âm, thát trường âm nhấn, xá đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, săn đọc theo giọng nguyên âm, vô trường vô ga hai trường âm thông thường, át đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng, xin lỗi, át trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, các trường âm nhấn, chan chân cách chân trường âm nhấn tí đoạn âm chá ná hai đoạn âm tô trường âm thông thường athas sắp bê sang yoga athang cách chân tí chá ná tô yá ra đó về su tham mê su bà ra gu hồ tí brahmano athas sắp bề sang yoga át thần các chan ti cha na tô. Nhờ nương trú hai pháp đến được bờ bên kia, bà la môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Hòa thượng Thích Minh Châu, dạ thưa con kính cảm ơn ngài và con cảm ơn đạo tràng. Dạ có sai xin ngài sửa giùm cho con và đạo tràng sửa giùm cho con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Trên đây con đọc và phân tích câu cấp cứu 384. Gia đà đó về su thầm mê su bà ra gù hồ tí rầm má nô. Á thác sát sát bê sang yô gà á thần gác tràn tí chá ná nô. Gia đà đó về su thầm mê su bà ra gù hồ tí rầm má nô. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Đó là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Số là đoạn âm, thân là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, số là đoạn âm, ba là
trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ngâm là trường âm nhẫn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Giá đà đó dê su thầm mê su bà ra gù hồ thầm má nô. Câu 3 và câu 4. Á thác xá sắp bê sàng dù gà ác thằng gắt chàn tí chá ná nô. Á là đoạn âm, thác là trường âm nhắn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhắn, bê là trường âm thông thường, Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yoga là trường âm thông thường, át là đoạn âm, thăng là trường âm nhấn, gắt chanh là hai đoạn âm, tí chá ná là gắt chanh là trường âm nhấn, tí chá ná là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Giá đà đó dê su thầm mê su bà ra gù hồ tí rầm má nô. Á thát xá sắp bê sằng dồ gà áp thằng gắt tràn tí chá ná nô. Nhờ thường trú hai pháp, đến được bờ bên kia, bà La Môn có trí, mọi kiết sử dứt sạch. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Ya da da ye su tham me su baragu baragu ti jamano athasa sabbe sangyoga athanga chan ti chanano. Dạ con xin xuống bất cứ sai chỗ nào xin ngài chỉ sửa. Dạ kính chào đạo tràng. Con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính lễ ngài Chí Đức, con xin đảnh lễ quý bà, quý cô tô nữ, và con xin kính chào đạo tràng. Và con xin trả bài pháp cú 384. Pháp cú kinh 384. Dạ nhỏ hả? Dạ, nghe được chưa ạ? Quỳnh Giang hả? Dạ, còn bệnh, chưa hết bệnh nhưng mà đang ngồi không? Dạ, con xin đọc hết 4 câu và sau đó sẽ phân tích 4 câu luôn. Giá đà đòa dê su thầm mê su bà bá gù hồ tí bà má. Sorry. Ragu hồn ti brahmano athasa sappe sang yoga athang gat chang ti yahato. Câu 1. Giá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, là đoạn âm, tham là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Câu 2. Ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, bra là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu 3. Á là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Vô là trường âm thông thường, Ca là trường âm thông thường. Câu 4. Á là trường âm nhấn, Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Gát là trường âm nhấn, Chan là trường âm nhấn, Tí là đoạn âm, Chá là đoạn âm, Nã là đoạn âm, Tô là trường âm thông thường. Giá đà đòi dê su thăm mê su bà ra gu hôn tí bà má nô. Á thác xá sắp bê sang yô gà á thăng gát
chan tí chát nát tô. Dạ con xin kể. Đoà dê xú ở xứ. Dạ con xin kể. Con có sai xin sư sửa. Dạ. Dạ đa đoà dê xú thăm mê xú. Baraguho ti brahmano athasasappe sangyoga athagacchang athangacchang piyacato yadadwa yesu thamma esu baraguho ti brahmano athasasappe sangyoga athangacchang tì cha na tô. Dạ con có sai xin sư sửa ạ. Cố gắng hết sức rồi. Nô bồ tát giá con xin xuống mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin đảnh lễ các bà các quý cô tôn nữ. Và con xin kính chào đạo tràng ạ. Con xin trả bài ký Kinh Pháp Cú 384 ạ. Ya da ra ye su dam me su paragu ho ti pramano Atasa sabbe sam yoga atanga chantiya yachanato. Con xin đọc lại. Yaya doye su dam mesu mesu paragu hoti pramano atasa sabbe sam yoga atanga gachanti ja na to. Con xin đọc hai câu đầu và phân tách ạ. Giá 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 là đoạn âm, giá là trường âm thông thường. Đó dê xú, đó là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Tam mê su thăm, thăm mê su thăm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Pa ra gu hô ti pa ra gu, pa là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, gu là trường âm thông thường, hô tí hô là trường âm, tí là đoạn âm. Pra pramano, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, no là trường âm. Atassa atassa là a là trường âm nhấn, trường âm a là đoạn âm. Tassa tassa tass là trường âm nhấn, sa là đoạn âm. Sắp b sắp là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, b là trường âm thông thường. Sam yoga sam là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yo là trường âm thông thường, ga là trường âm thông thường. Hát thăm át là trường âm nhấn, tham là trường nguyên âm đọc theo giọng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gác chan ti gác là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Cha ná tô cha cha là đoạn âm, ná là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ con xin. Con xin đọc lại nguyên bài ạ. Ya ya da ye su dam me su paragu hoti pramano atasa sabbe sam yoga atam gacchan gaccha chanti ya ti janato. Con xin kể. Ya da da ye su dam me su paragu ho ti ano a pa sa be
sa sa be jam yoga yoga atam gacchanti janato. Dạ, nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiếp sự dứt sạch. Dạ con xin hết ạ, con xin xin ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn và mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 384. Gia đà đòi, gia đà đòi về su thầm mê su bà ra gù hồ ti bằng ma nồ. Gia đà đòi về, gia đà đòi về su thầm mê su bà ra gù hồ ti bằng ma nồ. Giá là đoạn đa trường âm thông thường, đó đoạn âm về trường âm thông thường, số đoạn âm thăm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, số đoạn âm ba trường âm thông thường, rá đoạn âm, ru trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, răng trường âm thông thường, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Gia đà đo về su thầm mê su bà ra gù hô ti răng má nô. A tha sa sa bê sang yô ga a thang gác chan tí chan át tô. Thát sát sát về sang dô gà át thằng gắt chàn tí chán na tô. Át á là đoạn âm, thát trường âm nhấn, xá đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dô gà hai trường âm thông thường, át trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gắt trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí chá ná ba đoạn âm, tô trường âm thông thường. Athas sasap bê sang yoga ath thăng gắt chan tí chấp bánh tí chan nát tô tí chan nát tô. Athas sasap bê sang yoga át thăng gác chan tí chan na tô. Xin đọc lại bốn câu. Giá đà đoá dê su thầm mê su bà ra gù hồ tí prang ma nô. Át thác sát sắp bê sang yoga át thăng gác chan tí chan na tô. Gia đà đo về su thầm mê su bà ra gù hồ ti răng ma nô. A tha sa sap bê sang yô ga a tha sa sap bê sang yô ga a thăng gắt chan ti chan na tô. Gia đà đo về su thầm mê su bà ra gu hô ti pran ma nô. A tha sa sa bê sang yô ga a thăng gắt chan ti chan na tô. Dạ, nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ,
Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lễ ngày trước là Đức Pháp Trang. Kính lễ quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và tiên xin phân tích câu pháp cú 384. Dạ đà đoại về su tham mê su bà ra phụ bà ra gù hồ thi ram ma nô. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, đoá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, răm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Giác đà đoài dê su thầm mê su bà ra gù hù thi rằm má nô. Đoạn 3 là và đoạn 4. Ác thắc sa sắp bê sam yoga. Ác thăng gắt chan tích chắc. Tichanato. Á là đoạn âm, tha là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, sam là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yoga là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gắt là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí chá ná ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Át thá sá sắp bê sam yoga át thăng gát chan tí chá ná tô. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì bây giờ Tuệ Yên xin kệ. Dạ đa đo dê su thăm mê su bà ra vô thì răm ma nô a tha sa sa bê sam yu ga a thang ga chan ti cha na tu ya da đoa ye su tham mê su ba ra gu ti ram ma no a ta sa sap de sam yoga a tang ga chan ti cha na to Chất đà đó dê su tham mê su bà ra gù hồ thi ram ma nô áp tha sa sắc e sam yoga áp thăng gát chan ti chan na tô. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tụi em đã kể và phân tích xong. Nếu có sai chữ nào xin đạo tràng góp ý. Và bây giờ đã thấy tín hiệu xuất hiện từ, kính mời chị. Dạ, con kính cảm ơn cô trợ duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Tha Giá.
Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ với ba tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Và con xin cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết âm thanh rõ. Bây giờ mình từ xin phân tích và đọc câu pháp cú 384. Yada doye su thamme su bharago ho chi brahmano atasasappe sang yoga thang gac chan ti chanato. Yada doye su thamme su bharago ho chi brahmano atasasappe sang yoga thang gac chan ti atthak gac chan ti chanato. Dạ, mình tự xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Gia đà đô dê su thầm mê su bà ra hù hồ chi bàm bà đô. Và câu số 1, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Đó là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, su là đoạn âm. Và câu số 2, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, vu hô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm và nô là trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Athasasappe sang yoga atthang gacchan tijanato. Câu số 3, á là đoạn âm, thas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yoga, ga là hai trường âm thông thường. Và câu số 4, ắc là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gắc là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Chá ná là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại bốn câu. Gia đà đô dê su thầm mê su bà ra ngù hồ chi brahm ma nô a tha sa sa pê sang yô ga ác thăng chắc cắt chăng tí cha na tô. Gia đà đô dê su thầm mê su bà ra ngù hồ chi brahm ma nô Athasasappe sang yoga atthang gacchan tijanato. Và con xin kệ câu pháp cú 384. Và đã do Yesu thầm mê su baraguho ti brahmano athan sa sam be sang yoga thăng gác chăng tì chá na tô. Và đà đua dê su thẩm mê su bà ra vô hô tì brahm ma nô a thán sa sâm bê sẵn yô ga ắc thăng gác chăng tì chá na tô. Dạ, con xin đọc bản chuyển ngữ với tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sự dứt sạch. Dạ, con đã phân tích và kể xong. Con có sai, con mong ngài và đạo tràng xin sửa lại giùm con ạ. Bây giờ mình từ không thấy bàn tay của ai hết. Đã Minh Từ không biết là Văn Thành cần gấp đi thì Minh Từ sẽ nhường mic cho Văn Thành. Và bây giờ xin mời đạo tràng lên đọc, một ai chưa đọc thì lên đọc tiếp ạ. Xin gửi mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Trang, con kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu ạ. Dạ, con xin trả lời câu pháp cú 384. Gia đà ra về su thầm nề su phà ra gù hồ ti phà ma nô át thác sát sát bề sang dơ gà át
thằng gắt chẳng tí chạ nà tổ. Yà đà đà yê sư thầm mê sư bà hà gù hồ tí bà nà nô áp thác sát sát bê sang yô gà áp thằng gắt chẳng tí chạ nà tổ. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yà đà đà yê sư thầm mê sư bà hà gù hồ tí bà nà nô. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, đó là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, xú đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, xú đoạn âm, ta trường âm thông thường, ra đoạn, ru, ho là hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, no trường âm thông thường, át đoạn âm, thát là trường âm nhấn, xá đoạn âm, sáp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường. À, xin sám hối với đạo tràng, con xin đọc lại câu 1, câu 2. Gia đà đó về xuất thầm nề xuất tà cá gù hồ tiếp tầm ná nồ. Câu 3 và câu 4. Áp thát sát sầm đề sần dơ ra áp thằng gách chạm thiết chắc ná tồ. Áp là đoạn âm, thát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, d là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô ga hai trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gắt chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, chá ná hai đoạn âm, tô trường âm thông thường. Áp thắt sát sát bề sằng dừa gà áp thằng gắt chồng tí chắc nó tồ. Dạ con đọc lại câu sách cứu 384 ạ. Gia đà đoá dê su thầm nê su phà á gù hồ tí phầm má nô áp thắt sát sát bề sằng dừa gà áp thằng gắt chồng tí chắc nó tồ. Nhớ thường trú hai pháp, nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia. Bà La Môn có trí mọi kiếp sử dứt sạch. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ya da da ye su tham me su ta ga ga gu ho ti tam na no a ta sa sa be sang yo ga a thang ga chan ti cha na to ya da đoái su thâm mê su ba gu hô ti tam ma no a tha sa sa be sang yo ra a thang ga chan ti cha na to. Dạ con xin hết ạ. Dạ con kính tri ân sư Trí Đức. Dạ con có gì sai nhờ sư và đạo tràng sử dụng ạ. Cảm ơn tâm hạnh đã post bài. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính lễ chư Tôn Đức, con xin kính lễ sư Trí Đức, con xin kính chào, con xin kính lễ quý cô tư nữ, xin kính chào toàn thể anh chị trong đạo tràng. Con xin được đọc và câu pháp cú 384. Gia đà đoa về su thầm mê su bà ra gù hồ tí bàm ma nô a tha sa sa bê sẵn vô gà áp thẳng gác chàn tí cha na tô. Gia đà đó về su thầm mê su bà ra gù hồ tí phạm ma nô. A tha sa sa bê sẵn vô gà áp thẳng gác chàn tí cha na tô. Dạ con xin được phân tích. Giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, đó là đoạn âm, dê số dê là trường âm thông thường, số là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, số là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, gu hô là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, rum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, tháp là trường âm nhấn, xá là đoạn âm,
Sắp là trường âm ngắn, B là trường âm thông thường, Son là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Yo ba là hai trường âm thông thường, A là trường âm nhấn, Thon là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Gác là trường âm nhấn, Chan là trường âm nhấn, Tí, Chá, Ná là ba đoạn âm, Tô là trường âm thông thường. Dạ con xin được đọc lại. Gia đà đô dê su thầm mê su bà ra gù hồ ti pram ma nô a tha sa sáp bê sẵn dô gà ác thẳng gà chàn ti cha na tô. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sự dứt sạch. Dạ con đã đọc xong và con xin cảm ơn đạo tràng đã giúp đỡ cho con tín hiệu và cảm ơn Tâm Hạnh đã bóp bài. Dạ con xin xuống mic. Dạ sa thú lành đại kính cảm ơn Xích Tô Thị Phúng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Tịnh Tâm thiện vụ cho Nhật Quỳnh biết được tích hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh đại ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Kim Nhung Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chi trung đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ còn vị nào chưa trả bài, nếu vị gì nhà còn chưa có trả bài thì xin cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Để Nhật Quỳnh có thể nhường mic cho quý vị ạ. Dạ, con không Nhật Quỳnh không thấy bàn tay ai, Nhật Quỳnh xin phép được trả bài trước. Nếu còn vị nào chưa trả bài thì kính mời bàn tay quý vị nha. Gia đà đòa dê su thầm mê su bà ra gù hồ ti râm ma nợ á tha sa sát bê sẵn dơ gà á thăng gách chanh ti chanh á tô. Gia đà đọa dê su thầm mê su ba ra gù hồ ti râm ma nơ a tha sa sát bê sẵn dơ gà a thăng gạch chăn vi chăn na tơ. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm, đa trường âm thông thường, đoa đoạn âm, dê trường âm thông thường, xú đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, xú đoạn âm, ba trường âm thông thường, đoạn âm gu hô, hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, nô trường âm thông thường. Gia đà đò ghê su thầm mê su bà ra gu hô ti râm ma nô a thát á đoạn âm, thát trường âm nhấn, xá đoạn âm, sắp trường âm, bê trường âm thông thường, Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yoga hai trường âm thông thường, át trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gách trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí, chá, ná ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, át tha sắc bề sang yoga át thăng gách chan tí chan ná tô. Con xin ông lợi hết bốn câu. Gia đà đò dê su thầm mê su bà ra gù hồ ti râm a nơ a tha sa sáp bê sẵn dô gà a thăng gà chanh ti chanh a tô. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sự dứt sạch. Và bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con có đọc và phân tích sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy lại cho con, và con xin được kệ ạ.
Dạ đa đa ye si tham me su ba gu ho ti ram ma no atha sap atha sa sap be sang yo ga athang ga chan ti cha na to dạ đa và đã đo dê sụ thẩm mê su bà ra gu hô tì rầm ma nô a tha sắc ba a tha sắc sắp con sai chỗ này hoài a tha sắc a tha sắc sắp bề sang vô ga a thăng ga chăn tì cha na tô và đã đo dê sĩ thẩm mê su bà ra gu hô tì rầm ma nô a tha sa sắp bề sẵn vô ga a thăng ga chăn tì cha na tô và con đã đọc đã phân tích cũng kệ xong. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Hồi nãy có trồi lên chút Gia Nhật Hà, nhưng mà thấy ngài xuất hiện Nhật Quỳnh lặng tiếp. Dạ nghe hay có ngài hoặc là có tâm hạnh bớt bài là Nhật Quỳnh lặng à. Dạ thông cảm đi, dần nào không có vị nào thì Nhật Quỳnh trồi lên. Nó mau bích hai dạ. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và có lẽ con là người đọc cuối cùng rồi. Và con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Và con kính dâng mít đến ngài. Xin lễ đại đức Pháp cha. Kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Xa thú hôm nay là một cái ngày kỷ lục. Ý chúng tôi muốn nói là hôm nay tới 16, 17 vị lên tham gia. Đây là một con số mà đông nhất từ trước tới giờ. Mà câu Phật ngôn này sư Nhật Quỳnh đã nói là khó đọc á, tức là Athasasabbe Sanyoga. Câu số 3 này là cái câu mà sư Nhật Quỳnh đọc leo lưới nhưng mà cái số lượng hôm nay lên đọc rất là đông, rất là hoan hỷ. Ở đây quý vị nhớ rằng thời gian đầu á thì chúng ta chú trọng về giọng kinh, tức là đọc không có giọng thể. Chính vì có giọng thể mà chúng ta bị nó lộn xộn. Đóng cửa lại nhé, cho cửa không có nghe. Rồi trở lại vấn đề. Tại sao mà kinh và kệ nó hòa quyện với nhau? Tức là quý vị phải có một căn bản trước, có căn bản về dụng kinh trước, rồi khi đó sao cũng được gọi là kệ. Nếu gọi là kệ thì sao cũng được hết. Đây cái dòng kệ của mỗi vị á, mỗi người một vẻ, ai cũng kệ hay hết. Tức là khi mà mình đọc lên mình thấy mình hay còn bất chấp người khác họ có khen hay là họ có tặng hoa hay không tặng hoa, vô tư, không quan tâm. Nhưng mà mình kể được là thấy hay rồi. Thì ở đây chính vì cái dòng kệ này mà nó phá đi cái dòng kinh. Tại sao chúng ta nói dòng kệ nó phá dòng kinh? Ví dụ câu đầu tiên nè, gia đà đó về su thầm về su gia đà đó về su thầm về su cái dòng kinh nó là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta qua dòng kệ thì không còn cái trường âm đoạn âm, mà nghe một cái tông, một cái giọng nó lên xuống thì thay vì chỉ đó về su
thì đa số quý vị bị lai cái dòng kệ, cho nên đọc chỉ cho đoa về số thành lại chữ đoa, đoa về số. Khi mà phân tích trường âm đoạn âm thì quý vị vẫn bị lai chỗ này, đa số bị chỗ này ha, đoa về số. Nhưng mà khi giọng kệ thì quý vị thấy sao? Chúng ta đâu đọc chữ đoá đâu, mà đọc chữ đoá về. Gia đa đoá về, su thông mê su. Từ cái giọng kệ này bạn phá đi cái giọng kinh. Để rồi quý vị, nếu mà có căn bản thì quý vị nhận ra chỗ này. Còn quý vị mà không có căn bản á, thì dòng kinh cũng đọc là đoà về sụ. Rồi muốn hỏi thì đưa tay. Ai chát nhìn kỳ vậy? Đưa tay chứ. Đưa tay mới nhường mic. Dạ, ngài cho phép mới dám đưa tay với bạch ngài. Ngài đang nói mà đưa tay thì ăn cháo lương. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhược Quỳnh biết một tín hiệu. Dạ bạch ngài, con lúc nãy con đọc cái câu này con cũng rất là bị phân tâm. Có nghĩa là đọc sao cho đúng bạch ngài, chữ chữ gia đa thì đúng rồi, rõ ràng rồi. Còn chữ D, V, A này thì đọc như thế nào? Dạ ngài đọc lại chữ này giùm con kính nhân mít đến ngài ạ. Alo, 123, 123. Thường thường một câu chúng tôi đọc lại 3 lần, hai câu cũng 3 lần, và ráp lại đọc cũng là 3 lần. Thì ở đây chúng tôi hướng dẫn thì quý vị thấy rằng nếu mà đưa ra một bài học mà không hướng dẫn thì quý vị đọc tự do. Nhưng mà ở đây theo sự hướng dẫn, tức là chúng tôi lặp lại trước, lặp lại trước, thì quý vị đọc theo, mà chính quý vị đọc theo rồi còn phải nghe những vị khác, còn phải nghe những vị khác. Chúng tôi có hai lần hay là ba lần đưa lên cái chữ đoá về su, tại vì quý vị đọc là đoá, cho nên chúng tôi phải đưa lên chữ đoá về su để quý vị nhìn lại trường âm đoạn âm cái chữ này như thế nào. Còn trong phần kệ thì quý vị tự do ha. Còn cái quan trọng là trường âm đoạn âm của giọng kinh. Cho nên chữ này đọc là đoá về su. Một trường âm, hai đoạn âm. Alo, quý vị còn nghe ha? Đoá về su. Thì chữ dê chúng ta kêu dài. Trường hợp cái câu Phật ngôn này, chúng tôi thấy quý vị dừng lại nơi chữ Brahmano, câu thứ hai. Thì khi mà quý vị chia làm hai phần á, thì chữ nô này á, quý vị dừng lại hơi lâu một tí. Chị gia đừng có đọc nguyên một câu, mà tới chữ Brahmano mà chữ nô này quý vị dừng lại giống như bị hụt hơi. Điều đó thất bại. Ví dụ chúng ta chia làm hai thì nó nghe hai đoạn rõ ràng. Dạ đà đoá về su thầm mê su bà ra gù hồ tí brahm ma nô tha sa sắp bê sân yô gà át thăng gà chân tí cha nạc tô. Thì như vậy quý vị thấy rằng chữ brahm ma nô, chữ nô này là trường âm và chấm dứt, thì chúng ta đọc kéo dài, chứ đừng có mà ta đọc mà tới chữ nô này cũng là trường âm nhưng mà đọc như là hụt hơi, quý vị dừng lại thất bại. Khi mà quý vị đọc theo giọng kinh á, mà muốn dừng lại một chỗ nào thì quý vị coi như phải kéo dài cái trường âm đó.
kéo dài cái trường âm đó, để rồi những cái người mà họ họ đọc chung với mình á, họ biết là rồi kéo dài ra chính là nó hết hơi rồi đó, à, nó đứt hơi rồi đó, cho nên kéo dài ra để cho mình nối vô đó, mình nối vô đó để đọc cho nó liên tục cái bài kinh. Quý vị biết rằng hết nghe rồi hả? Alo, Sĩ Khà nói như vậy mà không thèm nghe chứ không phải là hết nghe. Alo, Sĩ Nhật Quỳnh nghe nè, sao Sĩ Khà? Sĩ Khà chạy ra ngoài đi, rồi chạy vô lại ha. Thì quý vị rằng trong cái giọng kinh á, à, khi mà tập thể thì chúng ta đọc phải nương hơi với nhau. Chỉ có một nước mà người ta đọc không có nương nhau, à, quý vị biết đó là mi mà. Ví dụ như đọc cái bài Nam Mô, ha, Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì bây giờ họ đọc cho đủ ba lần họ mới dừng, à, họ đọc cho đủ ba lần, à, để thể hiện sự tôn kính. Rồi người khác họ cũng đọc đủ ba lần nhưng mà không có nói nhau, mạnh ai nấy đọc. À, cho nên khi mà chúng ta gặp người Phật tử Myanmar họ xin giới thì chúng ta nghe nó chói nhau, à, nhau, người đọc nhanh người đọc chậm, và người nào đọc theo cũng là đọc hết cái bài của họ. À, ví dụ như Bana thứ ba ta về rất mạnh đi sao bất đăng tâm ma, người thì họ đọc chậm, người thì họ đọc nhanh, người đọc trung bình. À, nhưng mà nhanh chậm và trung bình nó chói nhau, à, nhưng mà rồi trước sau gì họ cũng đọc hết cái câu đó, à, chứ không có theo cái âm điệu như, à, Việt Nam chúng ta mình đọc tới chỗ đó mình mệt mình nghĩ rồi cái mình nói theo người khác, à, đối với họ không có, à, thì ở đây cũng vậy, ở đây chúng ta đọc nương nhau mà sống ha, nương nhau mà sống. Thì khi mà chúng ta muốn dừng lại, chúng ta kéo dài lại. Ví dụ câu này chữ âm hai thì paragu ho ti brahmano, you know, quý vị kéo dài ra và dừng, chứ đừng có đọc tới giữa nô cái như hay khơi cái nghĩ rồi đọc tiếp. À, à, thì đây là những cái điều mà chúng ta đi vào chi tiết ha, để cái giọng đọc của quý vị có hồn hơn, nó hay hơn ha. Alo, họ đọc trên Bali, không đọc riêng, không đọc riêng, không đọc riêng họ, không đọc tiếng họ, không, Bali là Bali ha. À, Bali thì người ta đọc theo cái giọng Bali, còn ví dụ, à, Bali Khmer, Bali Việt, à, Bali họ cũng có chuyển ngữ vậy, nhưng mà cái chuyển ngữ của họ thì mình khó nói, bởi vì đó là địa phương của mỗi quốc gia. Ví dụ mình đọc hết một bài rồi khi đó mới đọc nghĩa Việt. Ví dụ như là hôm qua tôi sắp ở Mangalan rất thanh, tôi sắp ở Đệ và ta sắp ở Buddha Anuva Quê là sự đa số thi Phật Quân Tu Tê, tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật các sự thành lợi thường thường đến người ha. Ví dụ ý nghĩa của Bali và tiếng Việt là như vậy, nhưng mà khổ nỗi mấy anh chàng Khmer không đọc như vậy, mà nó đọc mình nghe không hiểu thành cái Khmer luôn. À, ví dụ như Phuwatusap Mangalang Rak Mangkol Tâm Bồ Miên Đa Nè, à, thì người ta đọc một câu Bali, một câu nghĩa mà Ngài Hộ Tông Ngài cũng đã dịch theo cái lối đó, à, trong kinh tụng mà của Chư Tăng ha. Ví dụ Yatha Varivaha Pura Paripuren Ti, các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và rạch làm cho biển được đầy đủ, rồi sân cấp ba chân đồ bành nát sô dạch thà vân vân, thì tiếp tục như vậy. Nhưng mà Việt Nam chúng ta khi mà đọc Bali qua cái nghĩa của tiếng Việt nghe nó kỳ kỳ,
nó không giống như Campuchia. Campuchia nó ăn gian cái từ Pali trong đó. À, ví dụ như Phawatusapa Mangalang thì cái chữ Mangalang đó là hạnh phúc đó, thì tiếng Khmer nó cũng đã ăn cắp trong đó cái từ Pali mà nó đọc là Mangkol Tambun Cho Mien Dane. À, thì tất cả hạnh phúc, nó khổ cái chữ hạnh phúc đó, nó là đưa vô thành ra cái tiếng nói của người Khmer. Ví dụ như mình nói hạnh phúc, à ha, Mangala là hạnh phúc, thì người Khmer họ gọi là Mangkol. À, Mangala thì họ đọc là Mangkol, Kusala thì đọc là Kusol, à vân vân. Thì họ ăn gian cái tiếng Khmer trong tiếng Bali trong đó, nên họ đọc lai lai lai, mình nghe nó hay, vừa có tiếng Bali vừa có cái tiếng của quốc gia người ta. À, còn riêng Việt Nam của chúng ta bị mấy anh chàng kia đưa vô nào chữ Hán chữ Nôm ha, rồi mình đọc vô chính người Việt mình nhiều khi nói chuyện nghe cũng không hiểu nổi, chỉ có những người nào Hán rộng thì mới hiểu được thôi, còn Hán hẹp thì thua. Thôi bây giờ đi vào bài học ha, nó tào lao hơi nhiều rồi. À, ý nghĩa từ vựng câu Phật ngôn 384. Gia đà đoá về su thầm mê su. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ, gia đà là một, đoá về su là hai, thầm mê su là ba. Bây giờ ý nghĩa của những chữ này. Chữ gia đà đây là một trạng từ quan hệ. Trạng từ này nói lên cái ý nghĩa là khi nào. Alo, sinh nhật Quỳnh lẹo lưỡi rồi đi ngủ luôn rồi. Đang đi lặn ở đâu rồi? Bà hồn chín về sinh nhật Quỳnh. Ô, thức dậy rồi nè. Gia đà là khi nào? Đoá về su, đoá về su do cái từ đoá gia. Đoá gia là một tính từ nam tính, nhưng mà chữ đoá gia này được chia theo định sở cách số nhiều. Định sở cách số nhiều tức là sát tầm ý quỷ phát tí và hú quá trà ná, cho nên đoá gia biến thành đoá về su. Đoá về su là trong cả hai, trong cả hai. Thâm mê số do cái từ thâm ma. Thâm ma là một danh từ nam tính, akaran tapum linga. Thâm ma này cũng được chia theo định sở cách số nhiều tức là sát tầm ý quỷ phá tí và hú quá trình á, cho nên thâm ma thành là thâm mê số. Thâm mê số là trong các pháp. Trong các pháp. Rồi, chúng ta thêm câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Bà ra gù hồ tí prâm mát nô. Bà ra gù hồ tí prâm mát nô. Câu số 2 chúng ta thấy có 3 từ. Bà ra gù là 1, hồ tí là 2, prâm mát nô là 3. Chữ bà ra gù ở đây nó là một nhóm từ, tức là do hai từ cộng lại, chữ ba ra và chữ gù. Chữ ba ra nó là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga. Para có nghĩa là bờ kia. Bờ kia. Rồi chữ u. U do căn ngữ gầm. Nó là một danh từ nam tính. Ukarantapum linga. Chữ u này có nghĩa là người đã đi đến,
người đã đi đến, do cái căn ngữ gầm ha, gắt là tí, người đã đi đến. Vậy thì Paragu ở đây có người, có nghĩa là người đã được đi đến bờ kia, người đã được đi đến bờ kia. Rồi, chữ hô tí đây là một động từ, có nghĩa là động từ số ít. Brahmano, do cái từ Brahmana, Brahmana là một danh từ nam tính Akrantapumlinga, và chữ Brahmana này được đứng làm chủ từ số ít. Và tham án ekavachana quy pháp tí, cho nên Brahmana biến thành Brahmano. Brahmano là vị Bà La Môn. Hai, câu 1, câu 2. Yat da đoa ye su tham me su pa ra gu ho ti brahmano. Vì khi nào vị Bà La Môn được thông thạo về cả hai pháp? Khi nào vị Bà La Môn được thông thạo về cả hai pháp? Rồi, câu số 3, câu số 4. Athasasabbe saṅyoga. Athasasabbe saṅyoga. Câu số 3. Câu số 3, chúng ta thấy có 3 từ. Athasa là 1, sabbe là 2, saṅyoga là 3. Thì cái chữ athasa do hai từ cộng lại là Atha cộng với Asa. Atha có nghĩa là rồi thì, lại nữa. Rồi Asa, Asa do cái từ Y Đăng, đây là một đại từ nam tính. Nhưng mà Y Đăng này nó được chia theo sở hữu cách số ít, Chát Thí Quỳ Phát Tí Ê Cá Quá Trần A. Cho nên Y Đăng biến thành Asa. À, ở đây là một đại từ nam tính quan hệ ha, chứ không phải Asa là con ngựa đâu nghe. À, thì chữ Asa này là có ý nghĩa là của vị này, của vị này. À, Athasa là nữa, của vị này. Rồi chữ sắp bề, sắp bề do từ sắp ba, à, đứng làm chủ từ số nhiều ha. À, có nghĩa là tất cả, tất cả. Sắp bề là tất cả. Saṅyoga, saṅyoga, căn yoga, cái căn ngữ yoga ở đây là căn ngữ yut, có nghĩa là trói buộc. Vậy thì căn yoga ở đây nó đứng làm chủ từ số nhiều. Bathama bahuvachana vipatti, à, ý nghĩa là các sự ràng buộc, các sự ràng buộc. Và câu số 4, à, bổ sung cho câu số 3. Athangacchanti chanato. Athangacchanti chanato. Chữ athang do cái từ attha. À, attha, athang đừng có nghĩ nó là con số 8 ha, mà chữ athang này do một cái danh từ trung tính là Attha Akrantanapum Sakalinga. Và chữ Attha này được chia theo đối cách số ít Duti Yau Vipatti Ekavachana.
Thì chữ ác thân này có nghĩa là sự tiêu tan, sự đoạn diệt. Sự tiêu tan, sự đoạn diệt. Sự tiêu tan, sự đoạn diệt. Rồi tiếp theo là gacchanti. Gacchanti, à, động từ số nhiều của động từ gacchati là đi. Gacchanti là đi. Chanato, chanato. Đây là một hiện tại phân từ của căn ngữ nha. À, nhưng mà nó được chia theo sở hữu cách số ít. Tức là chát thi vi phát ti e ca qua chẳng á. Cho nên chan là ta là biến thành chan là tô. Chan là tô là của người đang nhận biết. Do cái căn ngữ nha, do cái từ nha ná, nha tí. Của người đang nhận biết. Rồi, như vậy câu 3, câu 4 nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Athasasabbe saṅyoga athaṅgacchanti canato. Athasasabbe saṅyoga athaṅgacchanti canato. Rồi thì trong lúc vị này đang nhận biết, tất cả các sự ràng buộc của vị này đi đến tiêu tan. Alo. Rồi thì trong lúc vị này đang nhận biết, tất cả các sự ràng buộc của vị này đi đến tiêu tan. Vậy thì câu Phật ngôn 384 cho chúng ta ý nghĩa. Yết đà đoát về su thầm bề su bà ra gù hồ thiếp rầm má lô á thát sắp bề sang dô gà á thần gác chành thi chán á tô. Khi mà vị Bà La Môn được thông thạo về cả hai pháp, thì trong lúc vị này đang nhận biết, tất cả các sự ràng buộc của vị này đi đến tiêu tan. Ý nghĩa của Phật ngôn 384. Khi vị Bà La Môn được thông thạo về cả hai pháp, thì trong lúc vị này đang nhận biết, tất cả các sự ràng buộc của vị này đi đến tiêu tan. Ngài Hòa Thượng Giới Đức phổ thơ lục bát thế này: khi người tuệ định đủ đầy, bờ kia sẽ đạt ở đây tức thì, bao nhiêu thần thúc đoạn ly Bà La Môn đã chứng tri rõ ràng, tỏ tường. Khi người tuệ định đủ đầy, bờ kia sẽ đạt ở đây tức thì, bao nhiêu thần thúc đoạn ly Bà La Môn đã chứng tri tỏ tường. Đó là lối dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức ha. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiếp sử dứt sạch. Khi người nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiếp sử dứt sạch. Đó là lời dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe duyên sự của câu Phật ngôn 384 này ha. Câu Phật ngôn 384, Đức Phật nói lên vấn đề gì? Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, thì Ngài đã nói lên câu Phật ngôn 384, đề cập đến nhiều vị tỳ khưu.
Một hôm có 30 vị tỳ khưu từ phương xa đến tịnh sát trì viện. Sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi thì ngồi vào nơi phải lễ. Trong lúc đó, Ngài Sariputta quán xét về thế gian và thấy được duyên lành của những vị tỳ khưu này. Cho nên Ngài Sariputta đi vào ý kiến Đức Thế Tôn và bạch hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có hai pháp mà Ngài hằng dạy, đó là hai pháp như thế nào? Này Sariputta, đó là chỉ và quán. Rồi Đức Phật, Ngài thuyết lên câu Phật ngôn 384 này. Quý vị thấy ngắn gọn ha. À, tức là có 30 vị tỳ khưu đến đảnh lễ Đức Phật và coi như chưa có nói gì hết, thì đúng lúc đó Ngài Xá Lợi Phất bước vào. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là đặt lên một câu hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, có hai pháp mà Ngài thường dạy, đó là hai pháp như thế nào? Này Sariputta, đó là chỉ và quán. Rồi khi nói chỉ và quán xong, cái Ngài lại đọc lên câu Phật ngôn 384 này: Gia đà đoá dê su thầm bê su bà ra gù hồ tí prầm mát nô á thát sá sập bê sang yô gà á thăng gá chăn tí chăn ạ tô. Thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Khi mà Đức Phật đọc lên cái câu Phật ngôn này thì quý vị thấy một điều rất là tuyệt vời là sao? Là 30 vị tỳ khưu đó chứng đạt thánh quả A La Hán. Rất là ngắn gọn ha. Rất là ngắn gọn. Vậy thì muốn độ nhóm tăng đủ nghiệp lành, nhờ nghe mà đắc quả vô sanh, tùy duyên pháp chủ yêu cầu Phật, nhị pháp là chi, xin dạy rằng. Chỉ quán là hai pháp song đôi, hoặc kêu mặc chiếu cũng y thôi. Trú tâm vào đó, vời giác, biển khổ không còn, mãi nổi trôi. Như vậy thì qua câu Phật ngôn này chúng ta hiểu như thế nào? Khó hiểu quá ha. Đây là căn duyên của 30 vị tỳ khưu đó mà Ngài Xá Lợi Phất gợi ý để Đức Phật nói về hai pháp chỉ và quán. Và 30 vị đó nhờ an trú vào hai góc này. Alo, chờ chút ha. Chờ một chút. Đang ở trên mạng. Còn có mấy phút nữa là chấm dứt, chờ chút nha. Rồi, còn 8 phút nữa, chúng tôi sẽ trình bày phần này, quý vị thông cảm ha. Nhất ở đây, cái duyên lành của 30 vị tỳ khưu đó, có duyên với Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất được gọi là Pháp Chủ. Trong giáo pháp của Đức Phật Gotama chúng ta, bởi vì Ngài cũng đã nguyện toàn giác, mà muốn chứng đạt toàn giác thì phải chờ một thời gian nữa. Cho nên khi mà thấy vị thượng thủ tinh văn của một vị Phật quá khứ thuyết pháp hay quá, và trong cái tiền kiếp đó Ngài cũng là một vị đạo sĩ, cũng là một giáo chủ, cũng là một đạo sư của một hội chúng rất là đông, thì Ngài quan hệ với giáo pháp của Đức Phật và thỉnh Đức Phật về làm phước 7 ngày. Trong cái trạng thái mà coi như cầm cái lọng mà đứng hầu cho Đức Phật, đứng hầu cho Đức Phật trong cái tư thế đứng như vậy cúng dường suốt 7 ngày. Và hai vị thượng thủ tinh văn
Trong thời gian mà coi như làm phước đó thì hai vị thượng thủ tinh văn đó cũng thay phiên nhau để mà thuyết giảng về giáo pháp. Thì cái vị đạo sư này cầm cái lọng hầu Đức Phật, nhưng mà thấy cái vị thượng thủ tinh văn cánh tay mặt đó thuyết pháp hay quá, tướng hảo quang minh, và cảm thấy mến mộ cái vị đó, chú tâm vào vị đó, chấp thủ vào vị đó. Cho nên những cái pháp nhũ mà vị thượng thủ tinh văn kia thuyết ra thì cái số đệ tử của mình cả ngàn người chứng đắc thánh quả là hắn hết. Chỉ riêng còn cái vị đạo sư này cầm cái lọng hầu Đức Phật mà đóng trước say mê chấp thủ vào cái vị thượng thủ tinh văn kia, để rồi sau khi hoàn thành, có nghĩa là 7 ngày làm phước, thì cái vị này mới phát nguyện, xin cho con sẽ trở thành vị thượng thủ tinh văn đó trong vị Phật tương lai. Và Đức Phật ngài để vị Phật toàn giác đó đã chấp nhận. Do cái tâm của ngươi suốt 7 ngày cúng dường Như Lai bằng cách đứng y một chỗ, cầm lọng không rụt rịch gì hết, không cử động gì hết, với cái tâm tịnh tín đó, tương lai vị Phật Gotama xuất hiện và ngươi là một vị thượng thủ tinh văn. Quý vị thấy thay vì trở thành một vị toàn giác nhưng mà chấp thủ vào một cái vị thượng thủ tinh văn cánh tay mặt của vị Phật quá khứ, mà hôm nay ngài có thể triển khai bến xe pháp thay Đức Phật, cho nên gọi là pháp chủ hoặc là tướng quân chánh pháp. Thì như vậy ngài nhìn thấy, với cái trí tuệ của ngài, ngài nhìn thấy 30 vị tỳ kheo này có duyên. Mình chỉ khởi lên một câu hỏi thì 30 vị kia sẽ chứng đắc thánh quả, và thế là ngài Xá Lợi Phất đã đi vào trong hội chúng đó và đưa lên câu hỏi. Và Đức Thế Tôn ngài thường dạy hai pháp, vậy thì hai pháp đó là gì? Thì Đức Phật nói rằng đó là chỉ và quán. Ở đây câu đầu tiên, nhờ thường trú hai pháp. Thường trú có nghĩa là chúng ta phải an trú vào đó. Hai pháp đó là hai pháp gì? Đó là chỉ và quán, tức là nói về pháp hành. Hãy quay lại bên trong. Khi chúng ta quay lại bên trong, tâm của chúng ta an tịnh. Và khi an tịnh rồi thì khi đó chúng ta mới nhìn ra bên ngoài để có sự so sánh, có sự quán chiếu. Tức là thiền chỉ, tức là chúng ta định tâm lại, nhìn lại chính mình, biết mình là ai. Rồi thiền quán, chúng ta có một sự quán chiếu, có một sự so sánh để thấy rõ được thực tánh của pháp. Như vậy thì pháp chỉ và pháp quán là hai pháp để cho tâm của chúng ta hoạt động, nhìn thấy sự thật, nhìn thấy sự thật để đi đến bờ bên kia. Thật sự chẳng có cái bờ nào hết, chẳng nào hết. Phiền não khổ đau là sanh tử luân hồi, mà còn phiền não khổ đau đó là niết bàn. Thì đến được bờ bên kia có nghĩa là chúng ta thấy được thực tánh của pháp. Mà muốn thấy được thực tánh của pháp thì chúng ta phải có trí. Đừng có thấy cái câu bà La Môn có trí rồi ông La Môn không có trí, đây bà hay ông gì á không quan trọng. Mà con người của chúng ta có trí thì chúng ta mới thấy được hai pháp, gọi là chỉ và quán. Vậy thì ở đây có 3 loại trí để chúng ta nhận định được đây là thiền chỉ hay là thiền quán. 3 loại trí đó tức là trí văn, trí tư và trí tu.
chi văn gọi là Suttamayapanya, một loại trí tuệ sáng suốt do người khác dạy, do chúng ta học hỏi, do chúng ta đàm luận, thì gọi là trí văn. Còn trí tu Pavana Mayapanya, tức là cái trí tuệ sáng suốt do sự tu tập mà chúng ta chứng ngộ, thì cái đó gọi là trí tu. Còn trí tư Chintamayapanya, tức là cái trí sáng suốt do suy nghĩ, do quán xét để mà mình giác ngộ. Vậy thì trong ba cái trí này, chúng ta có được những cái trí nào? Chúng ta có được trí văn và trí tu. Tại sao cái trí tư chúng ta không có? Trí tư của chúng ta không có là đúng rồi. Bởi vì nếu mà chúng ta phát nguyện độc giác Phật, chúng ta phát nguyện toàn giác Phật, thì chúng ta sẽ phát triển được cái trí tư. Bởi vì sao? Quý vị đọc trong cái câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhassa có nghĩa là tự mình ngộ lấy, không thầy chỉ dạy, mà Đức Phật toàn giác tự mình ngộ lấy, chính là Ngài phát triển cái trí tư này. Cái trí tư này. Còn chúng ta dễ có trí văn và trí mà, thì chúng ta có thể thành công trong cái quả vị thinh văn giác. Đức Phật độc giác này, Đức Phật toàn giác, các Ngài tự mình ngộ lấy. Còn chúng ta không thể tự mình ngộ lấy mà còn sở hữu đại tha, tức là phải nương nhờ nơi giáo pháp, phải nương nhờ nơi Đức Phật toàn giác. Chúng ta nghe, chúng ta học hỏi, chúng ta đàm luận, chúng ta do người khác nhắc nhở, đó là trí văn. Rồi nghe người khác nhắc nhở, ồ đây là sự thật, đây là chân lý, thì khi đó chúng ta mới cố gắng tu tập. Khi mà chúng ta cố gắng tu tập, tức là trí tu của chúng ta phát triển trong cái vấn đề một cái tu về giới này, rồi tu về định, thì khi đó cái tuệ chúng ta mới sanh khởi. Giới, định, tuệ, thì cái trí tu này nó sẽ xuất hiện cho chúng ta. Wow, hết giờ rồi bà con ơi, hôm nay cũng nói hơi nhiều ha, nhưng mà quý vị thông cảm. Trong hai pháp chỉ và quán, chỉ tức là quay lại với chính mình, Ehipasiko, hãy nhìn lại chính mình. Rồi trong khi nhìn lại chính mình, chúng ta mới thấy rằng Sanditiko, tức là có cái khả năng hướng thượng. Và trong khả năng hướng thượng đó, chúng ta mới thấy được cái thực tánh của pháp Pachatang Quê Gitapo Vinyuhi, tức là tự mình với cái trí của mình, với cái khả năng của mình, để cái sự giác ngộ, sự thành công của chúng ta tiến đến đâu. Đó là điều quan trọng. Đây là một việc làm của tâm, do trí và quán, để chúng ta thấy rằng sử dụng trí. Thì cái trí ở đây chúng ta phải biết rằng trí văn và trí tu, để thấy được thực tướng của pháp là vô thượng, khổ, vô ngã. Và chúng ta mới thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự đoạn diệt và con đường đưa đến sự dứt khổ. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật cho cuộc sống chúng ta được an vui. Luôn luôn chúng ta hướng về hai pháp chỉ và quán, để biết mình là ai. Và được như vậy thì chúng ta sẽ đạt được sự an vui trong hiện kiếp này. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm, để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh.
Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xuyên qua lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê nà sa chà quá chê nà sô tì vô hô tụ sa phà đà. Do lời chân thật này, tín dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.